Mến chào cô chú bác anh chị em gần xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang. Dân Úc kính mến, hôm nay vào buổi chiều Dân Úc ra vườn bông quay vài loại bông trang đang nở tỏa sáng đón xuân mới rất là đẹp. Và đầu tiên Dân Úc chia sẻ cùng với cô bác anh chị em gần xa cây bông trang vàng Đài Loan, một bông vàng rực rỡ đang nở đón xuân mới rất là đẹp. Và đây là những cái búp nụ của cây, loại này rất xiên bông các anh chị em. Khi bông này nở tàn thì mình cắt bỏ thì nó đâm thêm hai cái bông nách hai bên các anh chị em, điển hình như hai tược này, các anh chị em xem nha. Mỗi tược thì mình khi đậu tàn mình ngắt bông bỏ thì nó đâm thêm hai cái tược bông nách tiếp theo. Vàng Đài Loan, cây này một cốt tầm bằng ngón tay, năm hoành. Vàng Đài Loan một màu vàng anh rất là đẹp. Bông nở to của anh chị em. Màu sáng hơn Mỹ vàng chanh, Mỹ vàng nghệ của anh chị em. Rất là duyên dáng. Vàng Đài Loan. Và nói tiếp thì dân Úc quay cây Pháp Son. Cây đang thuần chậu, đang nở bông được vài bông. Và đây là cây Pháp Son, cây thuần chậu. Một bông Pháp Son rất là đẹp nhé chị em. Cánh bông to, chân màu đỏ son. Màu son này nó lợt hơn là vàng chân son Cần Thơ một chút nha các anh chị em, nhưng mà nó là màu đỏ son. Cánh bông nở to rất đẹp và có năm cánh sáu cánh, nhưng điển hình bông này thì nó nở tàn, nó rụng còn vài cánh bông thì còn được 5 cánh 6 cánh nha các anh chị em. Đây một bông rất là đẹp Pháp Son, màu hoa rất đẹp. Nếu quay sát mặt bông cho các bác anh chị em gần xa xem chiêm ngưỡng nha. Và Pháp Son này cũng rất là xiên bông các anh chị em. Khi bông nở đậu tàn thì mình cắt bông bỏ thì hai tược nách nó ra thì nó sẽ thêm hai cái bông hai bên nữa nha các anh chị em. Pháp Son, cây thuần chậu. Thì dân Úc cũng có gieo trồng một số cây giống, cô bác anh chị em gần xa yêu thích thì giao lưu với dân Úc nha. Cánh bông nở to, có 5 cánh, 4 cánh xen kẽ tùy theo bông nha các anh chị em. Nhiều khi một bông nó có 5 6 bông, 5 6 cánh. Pháp Son, hoa vàng anh nở tỏa sáng rất là đẹp. Và nói tiếp thì dân Úc có một số cây giống đang gieo trồng phát triển tốt, cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với dân Úc nha. Và đây là một lô cây giống Pháp Son đang phát triển tốt,
Cây có chiều cao tầm 1 tấc, trên 1 tấc. Đây là mặt bông cũng đang có nụ. Đầu này các xiên bông xiên quang các anh chị em. Pháp son. Cây được 3-4 mắt lá. Có cây thì đâm chồi tược. Pháp son. Có cây thì trên 1 tấc. Cây tầm tấc rưỡi, 1 tấc, tấc 2, tấc 3, tấc 4. Các anh em xem nha. Pháp son. Và cạnh bên cũng là pháp hường. Cây cao cũng tầm 2 tấc, tấc cử trên 2 tấc. Một lô được vài chục cây. Cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với Nhân Úc nha. Và nói tiếp thì Nhân Úc giới thiệu giống trang tiếp theo. Tiếp theo là cây trang có tên gọi Mỹ Đỏ Cánh Tròn. Một màu hoa đỏ tươi thắm, rất là đẹp. Rất đẹp của anh chị em. Rất là duyên dáng. Đó là rất xiên bông xiên quang của anh chị em. Mỹ Đỏ Cánh Tròn. Và nói tiếp thì Nhân Úc giới thiệu cây giống Mỹ Đỏ Cánh Tròn. Và đây là một số cây giống Mỹ Đỏ Cánh Tròn đang phát triển rất tốt, đang đâm chồi tược một màu đỏ thắm rất đẹp các anh chị em. Đọt đỏ. Cây tầm cao 1 gan, 1 gan tay. Thì một lô này tầm khoảng 30 cây các anh chị em. Mỹ Đỏ Cánh Tròn. Cây một đọt cũng có và cây lên 2 tược cũng có. Phát triển rất tốt. Trên 1 gan. Cây đâm 2 tược. Và cạnh bên là một lô cây giống hường sọc đỏ cũng đang phát triển tốt. Một lô tầm mười mấy 20 cây các anh chị em. Cây cao 2 tấc, trên 2 tấc, 3 tấc cũng có. Điển hình như cây này tầm trên 3 tấc. Cây này là trên 2 tấc. Thì một lô mười mấy 20 cây các anh chị em. Và nói tiếp thì Nhân Úc sẽ quay bông hường sọc đỏ cho các bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Và đây là cây hường sọc đỏ đang nở bông tỏa sáng đón sương mới, rất là đẹp. Cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Hường sọc đỏ. Quá xinh đẹp của anh chị em ơi. Sọc màu nha các anh chị em. Màu hường nhưng mà có đường sọc đỏ như thế này. Nó lên màu đỏ những cánh bông. Và cánh bông nó có độ mo bầu rất đẹp. Rất là duyên dáng các anh chị em. Hoa rất đẹp. Hường sọc đỏ. Đây là những đường sọc đỏ nó lên từng cánh bông màu hường. Cô bác anh chị em xem nha. Sọc màu. Bông nở rất là duyên dáng. Rất tỏa sáng.
rất đẹp. Và cạnh bên là một cây trang giống mới, đó là trang đỏ vàng lá kép của anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Loại bông này rất là xuyên bông và bông nở to và dày đặc, màu hoa rất là tỏa sáng, rất đẹp của anh chị em ơi. Cúp bông nở dày đặc, rất là to, quá xinh đẹp. Hương vàng sọc đỏ, đỏ vàng lá kép của anh chị em, đỏ vàng lá kép và cây hương vàng sọc đỏ. Những loại hoa này rất đáng sưu tầm của anh chị em. Những cây này mà vô chậu trồng trước cửa nhà, hai bên hai chậu đón xuân mới là quá đẹp. Hoa nở đẹp, lung linh. Đỏ vàng lá kép. Đây là những cánh bông màu vàng dạ quang, phản chiếu và màu đỏ hường hường. Phối hợp rất là đẹp. Và nói tiếp thì chú Út cũng quay một cây bông Mỹ đỏ Đài Loan. Bông nở cũng to nha các anh chị em. Bông nở dày đặc, cánh bông to. Mỹ đỏ Đài Loan. Thì loại này cũng rất là xuyên bông xuyên hoa nha các anh chị em. Thì dân Úc cũng đang trồng chăm sóc cho tốt, thì hoặc bông nở rộ thì dân Úc sẽ đăng lên Tubi cho các anh chị em gần xa xem chiêm ngưỡng nha. Mỹ đỏ Đài Loan. Quá sắc đẹp của anh chị em ơi. Và kế bên là cây Mỹ vàng chanh cũng đang tỏa sáng. Mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh. Vàng hương đọt đỏ cánh bầu. Mỗi loại bông đều có một sắc đẹp tỏa sáng riêng biệt các anh chị em. Bông nào cũng đẹp. Vàng hương đọt đỏ cánh bầu. À, cạnh bên là cây Mỹ đỏ Campuchia cũng đang búp bông, cây đang phát triển rất tốt. Vàng Đài Loan, vàng hương đọt xanh bông đậm. Đang nở hoa rất là đẹp. Mỹ vàng mai, màu vàng sữa. Bông nở to đùng của anh chị em. Rất là đẹp. Bông nở dày đặc. Chân bông rất là to. Chân bông rất là sáng các anh chị em. Lá xanh mượt, dày bóng,
Mỹ vàng mai, đó là xiên bông xiên hoa. Quá xinh đẹp của anh chị em ơi. Vàng Đài Loan, một màu vàng anh tỏa sáng rực rỡ, quá đẹp. Quá xinh đẹp, một nhánh bông. Lỗ này rất xiên bông xiên hoa các anh chị em. Hoa nở vừa tàn thì những cái tược nách nó sẽ đâm bông nụ tiếp theo các anh chị em. Những cây bông trang này nó cũng ít xịt thuốc cho nên độ phát triển bông nó cũng bị do kiến và sâu nó ăn cũng bớt các anh của anh chị em. Quá xinh đẹp. Mỹ vàng mai, màu vàng sữa. Và cạnh bên là một cây vàng chân cam, lá cánh bườm. Đây là mặt bông của cây. Vàng chân cam, lá cánh bườm. Cánh bông nở rất toàn các anh chị em. Và kế tiếp là một cây trang giống mới, đó là trang đỏ kim phát tài. Đây là những búp bông của cây. Búp bông của cây nở rất là ngọn các anh chị em. Nở như là một chùm bông các anh chị em ơi. Một chùm bông. Và đặc biệt là nó đỏ một khúc bông, một khúc của cái đọt bông như thế này. Thì cây này nó cũng hơi già, trình độ phát triển nó chưa được tốt, thì những lúc chăm sóc tốt thì nó sẽ bông to nha anh chị em. Như thế này, điển hình là bông chùm bông như thế này, đỏ kim phát tài. Điển hình như bông này nó có một tược bông thì cũng như là tược nách nó hơi nhỏ, và những cái tược chùm bông như thế này thì nó rất to nha anh chị em. Nó tới một chùm, nó tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bông. Nó chùm chùm các anh chị em. Đỏ kim phát tài. Và mỗi đọt, mỗi bông các anh chị em. Đây, những cái tược đọt nó lên sẽ đâm bông. Và nó ra nhiều chi nhánh như thế này. Bông nào nó cũng ra nhiều chi nhánh cho các anh chị em. Quá xa ngộ, quá xa đẹp. Đỏ kim phát tài. Thì Văn Út cũng chia cho điều tàn để đâm những cái tược non lên cho nó điều tàn lại các anh chị em. Đỏ kim phát tài, trang giống mới, bông nở chùm như các anh chị em. Rất là ngộ. Và cạnh bên là hôm nay cây tím sen Vĩnh Châu cũng đang búp nụ dày đặc, quá xinh đẹp. Cây này ghép gốc Mỹ Hồng các anh chị em, từ nhỏ đang phát triển rất tốt. Những cái búp nụ này tầm 10 bữa
Nó nở thì quá xá đẹp nha quý anh chị em. Tím sen Vĩnh Châu. Đỏ kim phát tài. Và cạnh bên thì Văn Út cũng giới thiệu cây vàng sọc. Vàng sọc đỏ đời đầu. Cây có chiều cao tầm trên 3 tấc nha anh chị em. 3 tấc rưỡi. Được 1 2 3 4 5 6 7 bon nha anh chị em. Cô bác anh chị em gần xa yêu thích thì giao lưu với Văn Úc nha. Và số điện thoại là 034 988 1409. Số đó là số Zalo của Văn Úc đăng trên màn hình hay ghi dưới tiêu đề vàng sọc đỏ đời đầu. À, cạnh bên là một số cây trang vàng Thái, trang vàng Tào Thái, hồng phấn lít chung và trang vàng vàng Thái. Và đây là một bông vàng hường đọt đỏ cánh bầu rất đẹp. Vàng Tào Thái. Cây có cụ đế quấn quéo rất là đẹp các anh chị em. Cũng đang tỏa sáng những búp bông. Và kế bên là cây mỹ vàng nghệ đột biến lá quắn các anh chị em. Đây là mặt bông của cây. Mỹ vàng nghệ đột biến lá quắn. Và nói tiếp thì Dương Úc giới thiệu cây Phụng Hoàng Lửa ghép gốc Mỹ Hồng đang phát triển rất tốt. Cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với Dương Úc nha. Phụng Hoàng Lửa ghép gốc Mỹ Hồng thì trứng ghép gốc Mỹ Rồng Mỹ Hồng ngang đây nghe các anh chị em, tầm từ dưới đất lên 1 gang là gốc Mỹ Hồng, và từ ghép trứng gốc Mỹ Hồng Phụng Hoàng Lửa đến đọt là 4 tấc nghe các anh chị em, là 4 tấc có hơn trên 2 gang. Phụng Hoàng Lửa đây là cây vàng son Cần Thơ, cây tơ đang phát triển tốt. Phía bên là cây cam dạ quang, cũng là cây tơ. Và nói tiếp thì Văn Úc giới thiệu cây hường vàng sọc lưng, bông có 2 màu các anh chị em, màu hường và màu vàng cam cam, cánh bầu bo tròn có độ sấy rất đẹp, rất xuyên bông xuyên hoa. Đây là mặt bông của cây đang tỏa sáng, cây tơ những gốc gieo trồng ngoài đất, một cốt thoát thân cao lượng lắc, màu hoa rất đẹp, hường vàng sọc lưng, đặc biệt là sọc lưng nha các anh chị em, sọc lưng rất là rõ nét. Hường vàng sọc lưng.
Trang Út cũng có gieo trồng một số cây giống, cô bác anh chị em yêu thích thì giao lưu với Trang Út. Hường vàng sọc lưng, đây là những cây tơ mà chúng ta gieo trồng. Và cây vàng hường sọc lưng này cũng là cây cuối clip. Ngày mới dân Út kính chúc toàn thể cô bác anh chị em gần xa đang xem kênh cây kiển bông trang dân Út được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất. Cô bác anh chị em gần xa xem kênh, yêu mến kênh cây kiển bông trang dân Út, cho dân Út một đăng ký và một like, một chia sẻ, đặng dân Út có động lực siêu tầm những loại bông trang giống mới, giống đột biến, độc lạ, đăng lên Tubi cho cô bác anh chị em xem nha, và đón những video mới nhất. Mến chào cô chú bác anh chị em và hẹn cô chú bác anh chị em clip video tiếp theo.